Ngắn đi là câu trả lời hoàn toàn chính xác với câu hỏi này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Triệu chứng điển hình của suy giảm trí nhớ là gì? A. Đãng trí hay quên. B. Độ tập trung kém, giảm khả năng tư duy. C. Dễ căng thẳng, cáu gắt, sợ sệt, hoang tưởng. D. Cả 3 phương án trên. Tôi thấy là cả 3 cái phương án đấy đều làm cho cái tiến triển đấy nó phát triển nhanh hơn. Thì là tôi chọn phương án D. Chúc mừng chị với một câu trả lời rất chính xác. Chúng ta có thể thấy rằng là những triệu chứng điển hình của suy giảm trí nhớ đó chính là chúng ta có thể hay quên, đãng trí, có thể vừa định làm này mà sau đó quên luôn là không biết mình làm gì. Rồi cái độ tập trung kém, không thể tập trung vào một vấn đề nào đó cho cẩn thận. Thì đó chính là những cái triệu chứng rất là điển hình. Và chị đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Sự suy giảm trí nhớ có thể là biểu hiện sớm của các bệnh gây ra suy trí tuệ như Alzheimer và Parkinson, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Tôi đã được tiếp xúc với một người bị Alzheimer. Bác rất là lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà có những cái lúc mà bác ăn rồi lại tưởng là chưa ăn. Và có những cái lúc thì rất là vui vẻ. Nhưng tự nhiên bác nghĩ đến một cái vấn đề gì đấy rất là trầm trọng. Thế và tự nhiên là bác lủi khùng lên. Cái đáp án này thì tôi sẽ chọn đáp án A. Phương án A, vâng, đây là một câu trả lời chính xác, xin được chúc mừng chị. Và chúng ta sẽ còn một câu hỏi cuối cùng. Và với câu hỏi cuối cùng này, chúng tôi cũng xin mời quý vị và chị Ngọc cùng theo dõi tình huống sau.